Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube Phi Hoa Chinh Phục Nhật Bản. Ngày hôm nay Hoa sẽ chia sẻ một vấn đề mà bất cứ ai đi làm cũng đều gặp phải, đó là vấn đề nghỉ việc. Làm thế nào để nghỉ việc mà không bị ghét? Hoa sẽ chia sẻ vấn đề này với tư cách một nhà tuyển dụng, một người mà đang làm chủ doanh nghiệp và hàng ngày phải đang tuyển dụng, và với tư cách một người senpai, một người đã từng đi làm, để các bạn trẻ có kinh nghiệm và cư xử đúng hơn trong khi đi làm các bạn nhé. Thứ nhất, nghỉ việc có kế hoạch. Nghỉ việc đối với một người đi làm ấy thì luôn luôn là một quyết định cần phải đắn đo suy nghĩ và là một cái quyết định quan trọng. Tuy nhiên Hoa thấy, đặc biệt là trong cả công ty của Hoa hay là một số các công ty của Việt Nam ấy, thì rất nhiều bạn trẻ hiện tại nghỉ việc hầu như là cảm tính, không có kế hoạch và cũng không nói trước cái kế hoạch này cho người quản lý cấp trên hay là chủ doanh nghiệp. Hoa đã từng thấy những cái trường hợp như kiểu là ngày mai nghỉ việc thì hôm nay bắt đầu mới nói, hoặc là tuần sau nghỉ việc thì bắt đầu mới nói. Điều đó gây cho cái người cấp quản lý hoặc là người chủ doanh nghiệp cảm thấy vô cùng bất ngờ, và đôi khi cái sự nghỉ việc của các bạn sẽ gây cản trở, gây thay đổi kế hoạch, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh bình thường của công ty. Chính vì vậy, để nghỉ việc mà không bị ghét thì các bạn hãy nghỉ việc một cách có kế hoạch. Khi các bạn lo lắng, băn khoăn, cân nhắc về chuyện nghỉ việc, hãy chia sẻ với người cấp trên của mình, hãy chia sẻ với bộ phận nhân sự, hãy chia sẻ với những người mà bạn cảm thấy tin tưởng trong công ty. Nếu mà công ty mà các bạn đang làm việc là một công ty rất coi trọng nhân sự và sẵn sàng giải quyết các vấn đề khúc mắc mà bạn đang gặp phải, thì có thể chính trong cái giai đoạn mà các bạn đang lăn tăn không biết mình có nên nghỉ việc hay là kế hoạch nghỉ việc như thế nào, thì vấn đề của các bạn sẽ được giải quyết và các bạn cảm thấy yêu công ty, gắn bó với công ty nhiều hơn. Thứ hai, nghỉ việc có trách nhiệm. Đối với một người mà đang chuẩn bị nghỉ việc và sẽ nghỉ việc thì cái trách nhiệm ở đây là gì nhỉ các bạn nhỉ? Trách nhiệm ở đây của một người lao động đó là phải đảm bảo cái việc mình nghỉ việc sẽ gây cái ảnh hưởng nhỏ nhất cho công ty, phải bàn giao công việc cho người khác để người khác có thể tiếp nối cái công việc của mình. Hoa đã gặp rất nhiều trường hợp mà các bạn nghỉ việc thì coi như là mặc kệ tất cả, hứa cái gì hay là chuẩn bị làm cái gì, hay là một cái báo cáo mà đang chuẩn bị phải nộp vào ngày hôm sau nhưng mà đã có quyết định nghỉ việc thì mặc kệ, không làm. Thì Hoa thấy rất nhiều những cái trường hợp đó rất là đáng tiếc. Bởi vì nếu như các bạn không có trách nhiệm với cái nơi mà các bạn đã làm việc ấy, thì cái tiếng xấu về các bạn và cái đánh giá về các bạn nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp và ảnh hưởng đến cái uy tín của các bạn rất là nhiều. Không phải chỉ là người chủ doanh nghiệp, không phải chỉ là người cấp trên trực tiếp cảm giác rất là bức xúc, khó chịu và ấn tượng không tốt về các bạn, mà kể cả những người xung quanh đó trong công ty, kể cả một vài người nào đó biết đến các bạn, thì chắc chắn sẽ có thể nghe được những cái lời đánh giá và nhận định như vậy. Và trong một số những công ty ấy, khi mà họ tuyển dụng ấy, thì thường họ sẽ lấy những cái lời ý kiến tham khảo từ cái người, từ những cái công ty làm việc cũ của bạn. Nếu như bạn muốn vào một công ty tốt mà công ty tốt đó nghe được cái sếp cũ của bạn hoặc là cấp trên trực tiếp của các bạn nói rằng là ôi cái bạn này trông chẳng có trách nhiệm gì cả, làm việc vớ vẩn, rồi thì hứa mà không làm, rồi là một người nói dối hay là các thứ, thì các bạn đâu thể có một cái sự nghiệp tốt được, đúng không? Chính vì vậy khi nghỉ việc các bạn phải thật là lưu ý nhé, phải có trách nhiệm. Tối thiểu thứ nhất là báo cho công ty trước 30 ngày trước khi mình nghỉ việc. Đối với một số công ty các bạn còn phải báo trước cả 2 đến 3 tháng cơ, trong một số những công việc mà rất khó có sự thay đổi về mặt con người. Thứ hai là các công việc mà mình đã hứa, đã định chuẩn bị làm trong kế hoạch đấy thì phải hoàn thiện. Hoa đã từng gặp những cái người nghỉ việc mà có trách nhiệm, và đặc biệt là ở Nhật Bản ấy, cái xã hội khi mà người ta sống, người ta cũng luôn luôn đề cao cái tinh thần trách nhiệm, tự giác và cái việc là không làm phiền phức cho người khác. Thì Hoa thấy mỗi một cái người nhân viên Nhật mà nghỉ việc, thông thường người ta sẽ làm một cái quyển sổ hay là những cái nốt về là các công việc của họ trong thời gian trước, và họ cần có những cái sự follow up các thứ như thế nào, những người làm sau cần chú ý những cái gì, rồi danh sách những cái khách hàng, những cái công việc, những cái đầu mối, các cái vấn đề mà người ta đang gặp phải. Nếu bạn nghỉ việc một cách có trách nhiệm thì cấp trên của bạn, những cái người đã từng làm việc với các bạn sẽ có một cái sự trân trọng bạn, biết ơn bạn, và chính những cái sự đánh giá tuyệt vời tích cực đó sẽ là những cái nguồn năng lượng và là sức bật để cho bạn làm tiếp và thành công hơn ở những công ty tiếp theo. Thứ ba, hãy làm tốt nhất có thể trước khi nghỉ việc, ra đi trong hào quang. Đây là một vấn đề rất là khó. Tuy nhiên là Hoa rất là tâm niệm và luôn luôn khuyên các bạn trẻ ở trong hẳn công ty của Hoa, cũng như các bạn trẻ mà Hoa đã từng tiếp xúc. Khi mà chúng ta nghỉ việc ấy,
nếu mà chúng ta vì không làm tốt, vì chúng ta chưa cố gắng hết sức, vì chúng ta gặp một cái vấn đề xích mích gì đó mà chúng ta nghỉ việc ấy, thì đó là nghỉ việc một cách tiêu cực, negative. Nhưng nếu mà chúng ta nghỉ việc khi mà chúng ta đã thành công, đã đạt được kế hoạch, khi mà chúng ta đã khiến cho cấp trên hài lòng về cái công việc của mình ấy, mà chúng ta ra đi, chúng ta nghỉ việc ấy, thì cấp trên sẽ trân trọng bạn rất là nhiều. Họ sẽ tiếc nuối và luôn luôn sẵn sàng đón nhận bạn quay trở về. Vì vậy, khi mà bạn có tư duy về chuyện nghỉ việc ấy, thì hãy cố gắng lên, hãy ra đi trong hào quang, hãy thử làm một cái việc gì đó tốt, hãy làm hết cái kế hoạch của mình, hãy để cho cấp trên thấy rằng à, đây là mình đã cố gắng hết sức. Mặc dù cái công việc mình cố gắng hết sức này nó chưa phù hợp với công ty, nó chưa đưa đem lại kỳ vọng 100%, nhưng là bạn là một người mà chuyên tâm làm việc và chăm chỉ cần mẫn. Nếu bạn có một cái thái độ như thế này thì Hoa nghĩ rằng dù bạn có nghỉ việc, dù bạn có chuyển việc nhiều lần, nhưng cái tâm thái, cái cách suy nghĩ tích cực, cái việc là làm tốt rồi đi thêm một cái công ty nữa, đi thêm một cái trường đời nữa là một cái tư duy khiến bạn sẽ thành công. Ở trong tiếng Nhật ý, thì khi mà người ta nghỉ việc, người ta thường nói cái câu là tốt nghiệp. Chúng tôi tốt nghiệp công ty. Ngày xưa Hoa đã từng tốt nghiệp Deloitte. Vì sao nói là tốt nghiệp? Là bởi vì họ coi rằng công ty là một trường học, là trường đời, là một trang hành trình của cái cuộc đời của mình. Khi mình vào một công ty, đó là mình bắt đầu một hành trình. Và khi mình ra khỏi công ty đó là mình tốt nghiệp. Mà tốt nghiệp ý, thì các bạn phải tốt nghiệp với cái bằng loại ưu, tốt nghiệp giỏi ý, chứ đừng có tốt nghiệp kiểu vớt hoặc là bị nhà trường đuổi học. Vì vậy cho nên là nếu các bạn nghỉ việc với cái tâm thế rằng nghỉ việc trong thành công, nghỉ việc trong cánh hào quang, nghĩa là các bạn đã tốt nghiệp loại tốt rồi các bạn đi tiếp, thế thì cái công ty phía tiếp, cái công ty tiếp theo hay là cái cuộc đời tiếp theo của các bạn sẽ là cuộc đời mà các bạn luôn luôn tự hào về công ty cũ. Như vậy là một cách nghỉ việc mà ai cũng sẽ yêu quý các bạn. Thứ tư, không nói xấu công ty cũ sau khi nghỉ việc, nhìn quá khứ một cách tích cực. Cái chuyện nói xấu công ty cũ là một chuyện chắc là không ai muốn đâu. Tuy nhiên có một số bạn gặp những cái trường hợp xích mích, ví dụ như là xích mích với sếp cũ hay là bất mãn về cái cách đánh giá hay là mức lương hay là gì đó, đôi khi có thể đi nói xấu rồi bàn tán về công ty cũ. Tuy nhiên theo cái quan sát của Hoa, Hoa chưa bao giờ từng thấy một ai mà nói xấu công ty cũ hay là không trân trọng quá khứ có thể thành công được. Các bạn hãy để ý xung quanh mình xem, những người có tư duy tiêu cực, những người nói xấu công ty cũ, những người đổ lỗi cho sếp cũ, những người đổ lỗi cho môi trường cũ có phải là những người thành công không các bạn? Có người nào như thế mà thành công không các bạn? Vì vậy hãy tập cho mình một cái thói quen, đó là lặp lại, bắt chước thói quen của người thành công và hạn chế không làm những cái hành vi của những cái người thất bại, của những cái người có tư duy tiêu cực. Khi mà chúng ta đã nghỉ việc rồi, chúng ta hãy coi cái môi trường cũ của chúng ta là một cái bài học trong cuộc sống, là một cái kinh nghiệm trong cuộc sống, và kinh nghiệm đó giúp chúng ta có lựa chọn tốt hơn trong tương lai, giúp chúng ta có được những cái nhận thức và giúp chúng ta có một cái điều gì đó. Nếu như môi trường làm việc của các bạn không phải là cái nơi tốt, không phải là nơi trân trọng các bạn có thể ra đi. Nhưng không vì thế mà các bạn phải nói xấu hay các bạn phải tạo ra cho người khác thấy rằng à, mình là một người không biết trân trọng, mình là một người không biết ơn. Vừa rồi thì Hoa đã chia sẻ về 4 điều khiến cho các bạn nghỉ việc mà không bao giờ bị ghét. Thường là nghỉ việc ý, mọi người đều suy nghĩ rất là tiêu cực, nhưng bản thân Hoa thì Hoa không thấy như vậy. Nếu như chúng ta nghỉ việc một cách tích cực, nếu như chúng ta nghỉ việc có kế hoạch, có trách nhiệm, chúng ta thành công rồi chúng ta nghỉ việc và chúng ta luôn luôn trân trọng khen ngợi công ty cũ ý, thì cái người sếp cũ của các bạn, những người bạn cũ của các bạn và những mối quan hệ xung quanh của các bạn cảm thấy các bạn rất là tuyệt vời, cảm thấy các bạn luôn luôn là một nguồn năng lượng tích cực, là một bài học, là một tấm gương cho người khác. Hãy nghỉ việc như thế để mỗi lần nghỉ việc là mỗi lần các bạn có những sự thăng tiến trong cuộc đời các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy comment, đăng ký kênh để xem video mới của Hoa vào mỗi tối thứ 6 nhé.